phim được thuyết minh bởi Yoyo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 11. Đương gia, chắc chắn bọn họ chưa chạy xa. Chúng ta đuổi theo bắt về. Đúng, đuổi theo bắt về. Đuổi theo bắt về. Đuổi theo bắt về. Im hết cho tôi. Chúng ta là đàn ông hay đàn bà lắm lời? Người là tôi thả đi. Ai thấy ấm ức thì nhắm vào lão ta một mắt tôi. Các người theo tôi lăn lộn bao năm, ăn uống sung sướng, đeo vàng đeo bạc, suốt ngày đều nói không mong sống cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Mấy lời liều mình giúp bạn mới còn gian hơn cả chiên đồng. Đến lúc then chốt thực sự làm sao vậy? Đều thành phái không có dây đốt hết à? Gan của mọi người đâu? Cho chó ăn hết rồi sao? Mọi người nghe đây, tôi mặc kệ thập bát đoàn nhắm vào ai. Lão ta một bát tôi liều với họ. Là đàn ông thì ở lại, không phải đàn ông thì biến cho tôi. Đương gia, Đương gia, họ lại về rồi. Ai về? Triệu Kinh Gặp và Cốc Vũ tiểu thư. Bảo hai người về. Là tên ông Dương đó khiến bọn tôi quay về. Đại đương gia, anh đồng ý để tôi làm nhị đương gia Thanh Phong Lĩnh. Nói lời giữ lời chứ? Tất nhiên giữ lời rồi. Chào mừng nhị đương gia về nhà. Chào mừng nhị đương gia. Chào mừng nhị đương gia. Chào mừng nhị đương gia. Nhàn nhã quá nhỉ. Âu Dương công tử, sao căng thẳng như vậy? Tôi không phải đến gây rối cho cô. Mời anh ngồi. Không cần ngồi. Phiền cô đưa với tôi đến Thanh Phong Lĩnh. Âu Dương công tử, xin anh tha cho tôi. Tôi với Thanh Phong Lĩnh với lão ta một bắt đã không còn quan hệ rồi. Âu Dương công tử, Âu Dương công tử, xin tha cho tôi đi. Âu Dương công tử, chào. Sư trưởng, lại phiền ngài đích thân chạy đến. Trong phạm vi quản lý của cậu xuất hiện bọn cướp làm phản, hơn nữa vô cùng hóng hách. Cậu đừng nói với tôi cậu không biết chuyện này. Ngài yên tâm, tôi đã bắt đầu bố trí rồi. Mời sư trưởng. Nếu đã bố trí xong rồi, sao chẳng nghe được chút động tĩnh gì? Sư trưởng, tôi đã cử người đến Thanh Phong Lĩnh đàm phán. Nếu đàm phán thành công, đàm phán với ai? Thổ phỉ? Cậu chưa hiền đại sĩ sao? Không không, tôi đã suy nghĩ, xung quanh Thanh Phong Lĩnh có quá nhiều người dân, bọn họ đều vô tội. Đánh trận sẽ chết người, đánh trận không chết người mà được sao? Nhưng mà thổ phỉ là thiểu số mà. Cậu không cần giải thích với tôi. Tôi biết trong lòng cậu suy tính gì. Có phải cậu vì con gái Thạch Phá Thiên ở trên núi nên cậu không muốn phát động tấn công? Thạch Phá Thiên là đảng Cộng sản. Tôi đã đánh tiếng với cậu lâu rồi, sao cậu còn làm nhà từ thiện? Triệu Kinh Gặp cấu kết thổ phỉ phát động làm phản đều do cậu do dự thiếu quyết đoán mà tạo nên. Sao cậu còn chưa rút ra bài học? Chỉ mấy tên thổ phỉ thì chẳng sao cả. Nếu mà để đảng Cộng sản nắm được cơ hội trà trộn vào thì cậu có bao nhiêu cái đầu gánh nổi trách nhiệm lớn thế không? Khu Phong Lĩnh của cậu sẽ gặp hậu quả khôn lường.
Trình Liên Phó, có phải Triệu Kinh Trập đã rời khỏi Thanh Phong Lĩnh? Bọn họ đều ở đó. Chúng tôi vừa bắt một tên từ Thanh Phong Lĩnh xuống. Chính miệng hắn nói. Người đâu? Trong kho củi. Đi. Thanh Phong Lĩnh à? Phải. Tên gì? Thảo Dân là Yêu Kê. Thế này, tôi hỏi anh mấy câu, anh thành thật trả lời, tôi đảm bảo họ sẽ không làm hại anh. Được chứ? Dân, chỉ cần tôi biết. Trưởng quan, anh cứ hỏi đi. Triệu Kinh Trập có quen không? Quen. Giờ Triệu Kinh Trập là nhị đương gia của Thanh Phong Lĩnh. Triệu Kinh Trập là nhị đương gia của Thanh Phong Lĩnh. Có quen Cốc Vũ không? Cốc Vũ tiểu thư với Triệu Kinh Trập đều đang ở Thanh Phong Lĩnh. Họ không xuống sao? Không. Anh không lừa tôi chứ? Không. Nếu Thảo Dân có nửa lời giả dối thì trời đánh. Được. Trình Liên Phó, gọi người phụ nữ đó vào. Dân. Yêu Nhiên phu nhân, đi với tôi. Phu nhân, ai là phu nhân của các người? Tôi với Thanh Phong Lĩnh đã không còn quan hệ gì nữa. Đây, phu nhân, có thể còn phải phiền cô đến Thanh Phong Lĩnh một chuyến. Âu Dương công tử, tôi cầu xin anh, tôi thật sự không thể về. Độc Long Nhãn sẽ giết tôi mất. Tôi nghĩ thế này, lão ta một mắt dễ dàng thả cô đi như thế, không thể nào lại giết cô. Nếu anh bảo tôi quay về thì chẳng thà giết tôi luôn bây giờ. Yên Nhiên, hai lần hợp tác của chúng ta đều bị cô làm hỏng. Tôi cảm thấy cơ hội này với cô mà nói là một lần lấy công chuộc tội, đúng chứ? Nhưng nếu như cô không nắm bắt cơ hội lần này cho tốt thì đừng trách tôi. Tôi đã nói với anh rồi, thật sự không liên quan đến tôi, là Độc Nhãn Long bán đứng tôi. Nếu anh không tin thì có thể hỏi anh ta. Anh nói gì đi? Đúng, chuyện này đúng là không trách cô ấy được. Thật ra cô ấy đã sắp xếp xong cả rồi, muốn giết Triệu Kinh Trập, giả lại còn bỏ thuốc mê đại đương gia. Không ngờ bị đương gia nhìn thấu. Tôi kêu anh nói sao? Yên Nhiên, những lời cô nói không quan trọng với tôi. Quan trọng là tôi muốn cô về, nghe rõ chưa? Âu Dương công tử, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Quay về nói với lão Tam một mắt và Triệu Kinh Trập, nhanh chóng thả Cốc Vũ ra. Nếu Triệu Kinh Trập muốn làm thổ phỉ, đó là chuyện của cậu ta. Tôi không muốn thấy Cốc Vũ cũng làm thổ phỉ. Nếu họ không đồng ý thì sao? Không có nếu như. Đại Mãn, sao Dương Phó Quan lại tới đây? Trình Liên Phó, cậu ra ngoài chút đi. Dân, nói cho cậu biết, may mà cậu chưa lên núi, không thì phiền to rồi. Sao thế? Trận này không thể đánh. Mọi người xem, phía trước chúng ta là pháo doanh của Thập Bát Đoàn, hai cánh với phía sau là Độc Lập Doanh của Thập Bát Đoàn. Hai con đường trọng yếu Hòe Thụ Trang với Liễu Tử Loan đã bị đặc vụ Liên phong tỏa. Hiển nhiên là họ có chuẩn bị mà đến. Nếu phát sinh xung đột trực diện, chúng ta không có phần thắng, đến cơ hội cùng chết chung cũng không có. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Đánh lại thì đánh, đánh không lại thì chạy. Nói thì dễ lắm, đường bị chặn hết rồi anh chạy thế nào? Đường cho người đi bị chặn hết, đường cho dây đi nhiều khe hở lắm. Chẳng lẽ quân địch trước mắt sắp ra trận lại trốn sao? Không phải sắp ra trận lại trốn, đây là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Từ của Thanh Phong Lĩnh có kiên cố hơn cũng không đỡ nổi đại pháo của Thập Bát Đoàn. Các người chưa từng giao đấu với Thập Bát Đoàn, không biết sự lợi hại của bọn họ. Đó là chưa nói đến pháo doanh.
chỉ nói độc lập doanh thôi đã là át chủ bài, vô cùng giỏi tác chiến dùng núi. Làm như chúng ta nói lúc nãy, chia ra đột kích dòng dây. Người anh em, tôi ở Thanh Phong đỉnh mấy chục năm rồi, chưa từng mất mặt như thế này. Đại ca, mất mặt còn hơn mất mạng. Như vậy đi, giao nhiệm vụ này cho tôi. Không phải tôi là nhị đương gia sao? Mất mặt thì để tôi. Đương gia, đương gia, có chuyện gì? Người đó đã ở cửa trại rồi. Ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ, bảo cô ta cút đi. Đương gia, cô ấy bảo là Âu Dương Đại Mãn bảo cô ấy đến. Âu Dương Đại Mãn? Phải. Tôi nói này đại đương gia, cô còn về làm gì? Phòng tôi đến một đồng cũng không còn. Cái nơi tồi tàn này, anh tưởng bà cô đây muốn về à? Đánh răng chưa vậy? Sao mồm thối thế? Làm bà cô của ai vậy? Tôi nói người đàn ông của tôi liên quan gì đến cô? Tất nhiên là liên quan rồi. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Người đàn ông của cô có thể là chị chưa biết. Thạch Cốc Vũ tôi đã là áp trại phu nhân của Thanh Phong Lĩnh. Sau này ai dám chà đạp chồng tôi, cẩn thận kẻo tôi xé xác mồm. Cô nói đi, Âu Dương Đại Mãn gọi chị đến đây làm gì? Là bắt cóc tống tiền hay giết người? Tôi là đến cứu Thanh Phong Lĩnh. Cứu Thanh Phong Lĩnh? Cô là ai? Cô là ai? Như Lai Phật Tổ hay Quan Âm Bồ Tát? Âu Dương công tử bảo tôi nói với các người, chỉ cần đưa Cốc Vũ tiểu thư xuống núi an toàn, chuyện đã qua có thể không truy cứu. Thập Bát Toàn có thể rút binh ngay. Là vậy sao? Đúng vậy, đương gia. Âu Dương công tử đúng là đã nói vậy. Chuyện này với Thanh Phong Lĩnh mà nói là cơ hội tốt, có thắp hương khấu đầu cũng không tìm được. Đương gia, anh xem liệu... Âu Dương công tử còn bảo tôi nói với Cốc Vũ, nếu cô không muốn thấy nam nữ già trẻ ở Thanh Phong Lĩnh vì cô mà chôn thân trong đạn pháo thì rời khỏi sơn trại ngay. Được. Đầu heo Đại Mãn ở đâu? Đưa tôi đi gặp anh ta. Cốc Vũ, đừng nóng vội. Hay gì? Nói bằng lương tâm, tôi thấy điều kiện Âu Dương công tử đưa ra vô cùng hợp lý. Anh ta chịu dùng mạng một người đổi lấy hơn 3.000 mạng người ở Thanh Phong Lĩnh, thế là đã khoan hồng độ lượng rồi. Thế này, cho chúng tôi suy nghĩ thảo luận một lát rồi trả lời các người ngay. Tôi nói cậu biết, tình hình Thạch Cốc Vũ phải đối mặt bây giờ cũng giống như Triệu Kinh Trập vậy. Cho dù cô ấy có phải đảng Cộng sản không thì tội danh này cũng rửa không sạch rồi. Dinh sư trưởng nói sao? Lập tức dừng hết đàm phán, lập tức phát động tấn công Thanh Phong Lĩnh. Tôi là nhận được sự điều khiển của sư trưởng đến truyền đạt mệnh lệnh tấn công. Chú Dương, tôi đã cho người lên núi tìm Cốc Vũ. Nửa tiếng nữa, cùng lắm là nửa tiếng. Đại Mãn, sao cậu thông minh cả đời hồ đồ một chốc? Đừng nói là chưa chắc cậu đưa được Cốc Vũ xuống. Cho dù đưa xuống được thì đã sao? Cậu còn có thể kết hôn với cô ấy sao? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Câu này không phải nói chơi. Không được, ai chết thì chết, nhưng cô ấy không thể. Đại Mãn, đừng giở tính trẻ con. Lúc cần cắt đứt, nếu không ắt sẽ rối loạn. Thạch Cốc Vũ đã là Triệu Kinh Trập thứ hai rồi, cậu không muốn làm thứ ba chứ? Còn nữa, hãy nghĩ cho cha mình.
trình liên phó. Có. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh của sư trưởng. Lập tức phát động tấn công Thanh Phong Lĩnh. Dân. Binh lực của thập bát đoàn đã bố trí xong lâu rồi. Sở dĩ mãi chưa hành động, có một nguyên do, ném chuột sợ dở bình. Tức là Cốc Vũ vừa xuống núi là thập bát đoàn sẽ ập đến ngay. Âu Dương Đại Mãn vốn chẳng nghĩ đến việc cứu người ở Thanh Phong Lĩnh. Anh ta chỉ muốn cứu Cốc Vũ. Vậy người anh em có ý gì? Nhiệm vụ cấp bách là cứu hơn 3.000 anh em Thanh Phong Lĩnh. Âu Dương Đại Mãn cứ yên nhiên lên núi, cho chúng ta cơ hội hòa hẳn. Thông báo mọi người làm theo kế hoạch lúc nãy. Rút ngay. Rút. Đồ đạc không quan trọng, mạng quan trọng nhất. Nhanh rút khỏi sơn trại, nhanh lên. Rút khỏi sơn trại, nhanh đi theo. Nhanh đi. Nhanh đi theo. Mọi người nhanh lên. Doanh trưởng, có vẻ đám sơn tặc thảo khấu này không phải hạng vừa đâu. Liên trưởng, sao rồi? Kẻ thì chết, kẻ thì chạy, sơn trại bỏ trống rồi. Cốc Vũ đâu? Tôi không thấy. Tôi đã lục soát hết cả sơn trại, thi thể cũng kiểm tra rồi. Không có Cốc Vũ, chắc là chạy rồi. Đi tìm. Đi tìm đi. Dân. Đương gia, Thanh Phong Lĩnh chúng ta tiêu tùng thế sao? Thanh Phong Lĩnh là nơi anh đã vất vả cai quản mấy chục năm. Sao nói mất là mất vậy? Nhị đương gia không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần người sống là quan trọng hơn hết. Nói thì không sai, nhưng cậu ta dù sao cũng đâu phải người chúng ta. Thanh Phong Lĩnh là gốc rễ của chúng ta, là gia nghiệp, là mạng của chúng ta. Đúng, đó là mạng của chúng ta, là gốc rễ của chúng ta. Chúng ta nhất định phải đánh trả. Không thì mai sau còn lăn lộn ngày này nữa. Không sai, đã cược thì không sợ thua. Đánh đi đương gia. Đánh đi. Đánh đi đương gia. Đánh đi. Đánh đi đương gia. Đánh đi. Heo của mình tự mình thịt. Ông đây không tin. Người của thập bát đoàn không phải do cha mẹ sinh ra. Chẳng lẽ bọn họ có ba đầu sáu tay sao? Trở về giết cho tôi. Đi. Trở về giết. Trở về. Trở về giết. Đây không phải là Yên Nhiên tiểu thư sao? Sao còn chưa đi vậy? Đầu heo Đại Mãn còn chờ chị về báo công kìa. Cô tưởng bà cô này muốn à? Nói. Nói tiếp đi. Bà cô thế nào? Tôi đã thế rồi. Cô không cần ở đó mà bỏ đá vào giếng nữa đâu. Giờ thì chị biết đầu heo Đại Mãn là người thế nào rồi chứ. Cho dù Khâm Sai đại thần chỉ đây ở Thanh Phong Lĩnh, thì anh ta vẫn cho nổ súng nổ pháo. Anh ta không lo cho sự sống chết của ai đâu. Anh ta đến cô còn chẳng lo. Tôi xếp thứ mấy chứ?
Được rồi, có gì thì gọi tôi. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè. Cô thật sự gả cho lão ta một mắt sao? Yên Nhiên, mong chị sau này đừng gọi chồng tôi như thế. Anh ấy có tên. Anh ta tên gì? Anh ấy tên gì? Chị không biết sao? Anh ta không nói thì sao tôi biết được? Anh ấy không nói, chị không biết hỏi à? Tôi biết rồi, hiểu rồi. Thật ra chị chỉ nhận tiền, không nhận người. Cho dù anh ấy tên gì, chị cũng không quan tâm. Yên Nhiên chỉ nhận tiền. Được rồi, đừng nói tôi nữa. Cô cũng chẳng hơn tôi được là bao. Tôi không tin cô lại chấm anh ta. Nếu anh ta không phải đại đương gia, nếu anh ta không có tiền, Yên Nhiên, nếu chị thật sự xem trọng tiền như vậy, thì tôi khuyên chị đến Xuân Mãn Lầu. Cô nương ở đó chỉ nhận tiền không nhận người. Tiện thể nói với chị một tiếng, chồng tôi tên Hồ Lạc Thang, người Hà Nam. Cha mẹ đã mất 12 tuổi làm cướp, đến nay đã 36 năm. Tuy có lúc anh ấy không nói lý, nhưng lại có đạo nghĩa. Chỉ dựa vào điểm này thì đã hơn chị rồi. Phu nhân, phu nhân, đương gia đâu? Sao còn chưa đến đây? Tôi nghe nói đại đương gia lại đưa người quay lại giết rồi. Cái gì? Các anh em xông lên! Các anh em bắn cho tôi! Tiếp tục xông lên! Xông lên, xông lên. Xông lên, xông lên. Lưu danh trưởng, xin lỗi. Danh trưởng, danh trưởng, danh trưởng, danh trưởng, thổ phỉ tấn công từ phía sau. Cái gì? Đây không phải là chủ lực của thổ phỉ. Cùng lắm là mấy tên lính mất chỉ huy. Phạm Tử Minh, có. Anh đưa một tiểu đội đi đánh một sườn. Tôi đưa cho anh 10 phút giải quyết xong cuộc chiến. Một tiểu đội? Anh không nghe sao? Đừng thấy sôi nổi thế. Chỉ là tiếng súng máy thôi. Tôi đoán không quá 2-3 người đâu. Nhanh lên, đánh nhanh thắng nhanh. Dân, một tiểu đội theo tôi. Các anh em, đừng để bị quấy nhiễu. Tập trung quả lực. Bắn lão ta một mắt và đám chó mèo của hắn. Cho ông đây, bắn thật dữ dội vào. Đương gia, cô đến làm gì? Nhanh về đi. Ai bảo các anh quay lại? Nhanh rút đi. Có rút cũng là bọn họ rút. Thanh Phong Lĩnh là địa bàn của ông đây. Tôi nhất định phải đoạt về. Hắc Hổ, Bạch Long dòng qua từ hai bên. Đương gia, không thể đánh nữa. Anh không nghe Kim Trập nói sao? Độc Lập Doanh giỏi nhất là tác chiến vùng núi. Mức độ thông thịch địa hình của họ không hề kém các anh. Hồ Lạc Thang, anh tự cho mình cái chết cũng thôi đi. Muốn để anh em cùng chết theo anh sao? Cô đừng ở đây can dự vào nữa. Nhanh về đi. Triệu Kinh Trạch là quan chỉ huy tác chiến lần này.
Tất cả mọi người phải nghe anh ấy, bao gồm cả anh. Nhanh tránh ra. Đừng ra. Đừng ra. Nhanh đến đây. Khi đừng ra ra. Mọi người nhanh lên. Đường gia, đường gia sao vậy? Đường gia, đường gia, bắt đầu từ bây giờ mọi người đều nghe tôi, nhanh rút. Cái gì? Bớt phí lời đi. Bắt đầu từ bây giờ, ai dám làm trái mệnh lệnh của bổn phu nhân, giết không cần hỏi. Nhanh rút. Nghe đây, lát nữa gặp lại ở rừng già Thạch Tùng Khẩu. Nghe thấy tiếng súng, nhanh rút. Phu nhân, phu nhân, cô phải cẩn thận. Gặp ma thật rồi. Dù là thỏ cũng không chạy nhanh như vậy. Đừng có sợ ý. Ba người một nhóm, chia ra lục soát mọi ngóc ngách, cũng không được bỏ qua cho tôi. Hành động. Dân. Đồ khốn, ra đây đi. Chú Phạm, lâu rồi không gặp. Cái đầu của chú vẫn bóng lưỡng như vậy à? Cháu đến mắt tôi không mở ra được. Tôi biết ngay là thằng nhóc cậu mà. Sao? Hành hạ pháo doanh của chú Dương cậu ghê thế, lại chạy đến phá độc lập doanh của tôi phải không? Không trách tôi được. Độc lập doanh của chú bắn anh em tôi thành cái rây rồi. Không thể không cho tôi giúp chứ. Anh em. Cậu gọi ai là anh em? Cậu cho rằng mình vào rừng làm cướp thật à? Quan ép dân phản, hết cách rồi. Triệu Kinh Trập, đầu cậu ngấm nước rồi phải không? Gây chuyện với Thập Bát Đoàn, trên cổ cậu có mấy cái đầu thế? Nói chuyện với cậu đấy, tìm kiếm gì thế? Chú, khẩu súng này tuyệt. Tất nhiên, khẩu của cậu cũng đâu kém. Khẩu của tôi hết đạn rồi, vô dụng. Lát cho tôi mượn thử xem. Nói gì vậy? Tôi đưa cậu khẩu của tôi, rồi cậu cầm súng tôi đưa, bắn người của tôi. Chuyện gì thế này? Kinh Trập, cha cậu Triệu tham mưu trưởng từng là liên trưởng của tôi, đối xử với anh em rất tốt. Bây giờ cậu là đứa con trai duy nhất của ông ấy, không thể làm ông ấy thất vọng. Tôi không làm khó cậu. Cậu nhanh biến mất đi, đừng để tôi gặp nữa. Tôi có thể biến mất, nhưng chú phải cho anh em của tôi một con đường sống. Vậy thì không được. Họ là thổ phỉ, chết là đáng tội. Chuyện này giống không phải là người của Thanh Phong Lĩnh làm, là Âu Dương Đại Mãn. Cậu đừng nói với tôi mấy chuyện này. Kinh Trập, cậu nhanh biến đi, không thì lát anh em quay lại. Cậu muốn đi thì phiền đấy. Tôi nói với chú một câu làm chú mất vui. Khẩu này của tôi hết đạn rồi, khẩu này thì còn. Lát nữa đếm bao nhiêu tên, tôi đảm bảo cho họ nằm rạp hết. Chú thấy sao? Kinh Trập, cậu có biết mệnh lệnh hôm nay tôi nhận được là một khi gặp Triệu Kinh Trập, giết không cần hỏi. Cậu ép tôi phải trở mặt với cậu phải không? Đừng nổ súng. Tôi là Cốc Vũ. Các chú đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Cốc Vũ, cô ấy đến làm gì? Cậu hỏi ai thế? Tôi tự hỏi mình không được sao? Là Lưu Dinh Trưởng phải không? Chào chú Lưu. Các chú vất vả rồi. Cốc Vũ, nhanh qua đây.
Chú Lưu, Sơn Tặc Thảo Khấu bọn cháu không hiểu binh pháp chiến thuật. Hôm nay để mọi người chê cười rồi, mọi người về cả đi. Chúng ta hẹn hôm khác tái chiến được không? Mấy người đi xuống đưa Cốc Vũ tiểu thư về. Vâng. Đừng qua đây. Hôm nay cháu đến không phải để chết chung với mọi người đâu. Hôm nay mọi người về cả đi. Cốc Vũ, làm gì thế? Ném lựu đạn trong tay đi. Đi theo thổ phỉ không có kết cục tốt đâu. Về đây đi. Chú Lưu, bọn cháu cũng không muốn làm thổ phỉ. Bọn cháu cũng là bị tên Âu Dương đó ép. Phiền chú về giúp chú chuyển lời cho Âu Dương đó, bảo bác ấy xem Thủy Hữu Truyện, nghiên cứu cho tường tận mấy anh hùng hảo hán bị ép lên lưng sơn thế nào. Kinh Trập, con nhóc Cốc Vũ là đến đánh trận hay là hát kịch vậy? Lại là cậu dạy phải không? Cậu nói xem, một cô gái đang bình thường, cậu không thể dạy gì tốt sao? Nhìn ra rồi, cố ý đến quấy nhiễu chúng tôi sao? Để tiện bề lão Tam một mắt chạy trốn. Chú nói không sai, cô ấy điên rồi. Phải, theo tên điên như cậu, cô ấy không điên mới lạ. Cốc Vũ, Thạch sở trưởng là bạn chúng tôi, bọn tôi không muốn làm khó cháu, cũng xin cháu đừng làm khó bọn tôi. Cháu theo Trực Kinh Trập, theo lão Tam một mắt, sẽ không có kết cục tốt đâu. Cốc Vũ, cháu còn trẻ, đường sau này còn dài, quay về đi. Chú Lưu, cháu vừa mới học được một thành ngữ, nói chú nghe được không? Cháu đùa gì thế? Đây là chiến trường, không phải lớp học. Một câu thôi, heo của mình tự mình giết. Heo của mình tự mình giết. Đây là thành ngữ sao Kinh Trập? Kinh Trập, súng có thể cho cậu, không được làm người của tôi bị thương. Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chuyện của mình tự mình làm, đường của mình tự mình đi. Phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, tự nắm lấy vận mệnh của mình. Phú quý không đổi chí, nghèo hèn không thay lòng, không trút phục quyền thế, anh hùng nhục chí, nhi nữ tình trường. Cháu nói đủ chưa Thạch Cốc Vũ? Cháu nghe đây, đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Xin chuyển lời cho Triệu Kinh Trập, đừng tưởng cầm đầu đám thổ phỉ thì có thể chống lại Thập Bát Đoàn. Lúc tôi đây làm lính vẫn chưa có các người đâu. Chuyển lời cho cậu ta, chỉ có ra khỏi đường lầm lạc mới là lối thoát duy nhất. Liên trưởng, Cốc Vũ đang ở trận địa của Độc Lập Doanh. Nói lại một lần, Cốc Vũ đang ở trận địa của Độc Lập Doanh. Liên trưởng, Liên trưởng, Kinh Trập, em điên rồi phải không? Em tưởng mình đau thương bất nhập sao? Một binh sĩ tùy tiện cho em một phát súng, anh phải làm sao đây? Anh đang nói sao với chú Thạch? Sau này em có thể đảm bảo đừng mạo hiểm thế nữa không? Giờ chẳng phải em vẫn bình an vô sự sao? Được rồi, em đảm bảo sau này không như thế nữa. Em sai rồi. Khẩu súng của anh ở đâu ra vậy? Độc Lập Doanh, anh mượn. Mượn? Họ không sao đấy chứ? Không phải anh với Độc Lập Doanh đánh nhau sao? Sao họ có thể cho anh mượn được? Đều nhờ mối quan hệ của lớp cha chú. Không phải em cũng vậy sao? Hồ đại ca sao rồi? Hồ đại ca bị thương nặng rồi. Sao em không nói sớm? Em quên mất. Nhanh đi. Cốc Vũ đâu? Tôi hỏi chú Cốc Vũ đâu? Đi giết heo rồi. Giết heo gì? Hắc Hổ đại ca, sao rồi? Mắt của Đương gia bị mảnh đạn làm bị thương. Bác sĩ nói sao? Giờ chúng ta lại chạy trốn, tìm đâu ra bác sĩ? Là Lan Trung của chúng ta khám. Lan Trung nói sao? Lan Trung nói không giữ được mắt là chuyện nhỏ, làm không tốt đến mạng cũng không giữ được. Vậy là nhanh chóng khám đi. Đi đâu tìm thuốc đây? Đừng nói là Đương gia, mấy mươi anh em của chúng ta cũng hết thuốc chữa, đều phải chờ chết. Đều phải chờ chết đó.
Đoàn trưởng, hướng đó là trận địa của Đặc vụ Liên. Đi xem. Dân. Trình Liên phó, sao vậy? Báo cáo đoàn trưởng, bọn họ tù binh. Dân. Ai làm? Quên hết quy tắc của thập bát đoàn rồi sao? Trình Liên phó, thập bát đoàn không giết tù binh, cậu không biết sao? Có phải điên rồi không? Là Âu Dương Liên trưởng. Ai cho nó lá gan lớn thế? Báo cáo đoàn trưởng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Âu Dương Liên trưởng. Cậu ấy cũng là tức giận. Vừa rồi chúng tôi tra hỏi mấy tù binh và để lần theo tung tích lão ta một mắt. Kết quả bọn họ nhắc đến Cốc Vũ. Cốc Vũ sao rồi? Nói. Họ nói Cốc Vũ tiểu thư đã là vợ của lão ta một mắt, áp trại phu nhân của Thanh Phong Lĩnh, nên Liên trưởng tức giận đã nổ súng. Cốc Vũ thành áp trại phu nhân của Thanh Phong Lĩnh. Dân. Cốc Vũ. Cốc Vũ. Cốc Vũ. Cốc Vũ. Dương Tả Hữu. Có. Bắt Âu Dương Đại Mãn lại, cấm túc 3 ngày. Đoàn trưởng, tôi thấy hay là thôi đi. Lần này Âu Dương Liên trưởng bị kích thích đúng là hơi lớn. Chuyện này đổi là ai thì cũng sẽ phát điên. Cậu bớt phí lời đi. Một quân nhân mà chút kích thích cũng không chịu nổi, sao mà dẫn binh đánh trận? Dân. Đoàn trưởng. Lưu Doanh trưởng, cậu đến làm gì? Đoàn trưởng, tôi đến nhận tội. Độc lập doanh của cậu làm tốt lắm mà. Cậu có tội gì? Báo cáo đoàn trưởng. Nếu tôi sớm biết thật Cốc Vũ đã là áp trại phu nhân của Thanh Phong Lĩnh thì đã xử cô ấy lâu rồi. Được rồi, im đi. Đoàn trưởng, cậu nên làm gì thì đi làm đi. Đừng có lượn lờ trước mắt tôi nữa. Dân. Thạch Phá Thiên à, đúng là nuôi được một cô gái tốt. Đường gia. Đại ca. Người anh em. Kinh Trạch, đưa súng cho tôi. Tôi muốn liều với họ. Bình tĩnh đi. Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào? Lão ta một mắt thành lão ta mù rồi. Tôi thật sự thành kẻ vô dụng, không thấy được trời xanh nước biếc nữa. Đại ca, anh tin tôi đi. Tôi tìm bác sĩ giỏi nhất chữa mắt cho anh. Vô ích. Con mắt này cũng là bị mảnh đạn làm mù. Tôi đã chạy chữa, tìm bao nhiêu bác sĩ cũng không khỏi. Tôi là tạo nghiệp quá nhiều. Ông trời trừng phạt tôi rồi. Không sai. Là anh tự chuốc lấy. Anh thấy gọi là tự làm tự chịu. Cốc Vũ, em nói sai sao? Là ai đưa các anh em trở lại Thanh Phong Lĩnh? Là ai vì một sơn trại trống mà liều mạng với thập bát đoàn? Là anh. Là lão ta một mắt anh đấy. Anh vẫn còn may, chỉ mù có một con mắt. Còn rất nhiều anh em bỏ mạng kìa. Bảo họ tìm ai kêu oan đây? Cốc Vũ, em nói gì vậy? Người anh em, đừng trách cô ấy. Cô ấy nói không sai. Nếu không phải tại tôi, tổn thất của chúng ta cũng sẽ không lớn thế. Đại ca, anh nghe tôi nói, đánh trận ở chiến trường thương vong là khó tránh, thắng bại là chuyện thường tình nhà binh. Anh đừng để bụng quá. Người anh em, cậu đừng an ủi tôi nữa. Muôn vàn lỗi lầm là tôi gây ra. Cậu đừng nói gì nữa. Người anh em, cậu cầm súng lên cho tôi một phát đi. Đại ca, tôi sống cũng là đồ bỏ đi. Tôi xin cậu cho tôi một phát, cho tôi chết đi. Tôi xin cậu. Người anh em. Hồ Lạc Thang, anh muốn chết phải không? Cốc Vũ, đừng thêm dầu vào lửa. Chỉ với chút bản lĩnh này mà còn mặt dày làm lão đại. Anh muốn chết quét cho xong, vô trách nhiệm thế. Anh có từng nghĩ cho tôi không? Anh chết rồi tôi còn phải làm sao? Phim được thuyết minh bởi Yoyo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
生生死死，心中明媚着永远的。